Xin chào. Tại sao người chơi cá độ luôn thua? Hãy cùng tìm hiểu trong video này các bạn nhé. Như các bạn đã biết, cá độ bóng đá khác một chút với game tài xỉu trên mạng. Dù đều là hình thức đánh bạc trực tuyến, nhưng hai thằng này có một điểm khác nhau, đó là kết quả các trò chơi tài xỉu thì do nhà cái hay do cái thuật toán của máy chủ nó quyết định. Vậy nên, chơi tài xỉu hoặc các game cờ bạc khác trên mạng thì chắc chắn nhà cái luôn ăn. Thế còn cá độ bóng đá thì sao? Cá độ bóng đá hóa ra lại minh bạch hơn rất nhiều. Đó là bởi vì kết quả sẽ phụ thuộc vào kết quả trận đấu giữa các đội tuyển, chứ không phải do nhà cái sắp đặt. Không thể có chuyện nhà cái muốn đưa kết quả thế nào cũng được. Vậy nên, những người có máu cờ bạc thường chờ các dịp World Cup hay các trận đấu lớn bậc nhất hành tinh để tham gia cá độ. Họ tin rằng kết quả các trận đấu lớn thì luôn khách quan, không có chuyện dàn xếp tỷ số, rõ ràng nó đáng tin cậy hơn tài xỉu online. Bởi vậy mà các bạn thấy mỗi mùa bóng đá lại có số lượng lớn người đánh bạc, mà cụ thể là cá độ tăng cao gấp nhiều lần bình thường, và cũng vì vậy mà dép trên cầu cũng nhiều hơn. Chưa kể nếu chơi tài xỉu trên mạng, bàn thắng hay thua chỉ dựa vào may mắn nếu chọn đúng với kết quả nhà cái đưa ra, thì chơi cá độ bóng đá nó còn phụ thuộc vào hiểu biết của bạn về sức mạnh các đội bóng. Thường thì người chơi có xu hướng nghĩ rằng mình có am hiểu sâu sắc về bóng đá nên có thể dự đoán chính xác tỷ số của trận đấu. Vì vậy, chơi cá độ cũng giống như một hình thức khẳng định bản thân rằng mình là người có chuyên môn bóng đá. Tất nhiên, điều này chưa hẳn đã đúng vì có nghiên cứu cho thấy người không biết gì về bóng đá cũng có tỷ lệ đoán đúng tỷ số, mà cụ thể là chọn thắng hoặc thua. Tỷ lệ chính xác cao ngang ngửa với những fan hâm mộ bóng đá lâu năm. Nhưng thôi, cái quan trọng chúng ta quan tâm trong video này là tỷ lệ thắng thua trong cá độ là thế nào? Liệu có cách nào để chơi cá độ luôn thắng hay không? Vậy hãy cùng bắt đầu tiếp. Dành cho những bạn nào chưa biết thì trong bóng đá có 3 kiểu cá độ mà người ta hay chơi. Thứ nhất là cá độ kiểu châu Âu, tức là người chơi sẽ dự đoán kết quả là thắng, thua hoặc hòa. Như vậy là có 3 lựa chọn. Tiếp theo là cá độ kiểu châu Á, thì chỉ có 2 lựa chọn thôi, thắng hoặc thua. Nhưng lại có thêm kiểu kết quả là ăn một nửa hoặc thua một nửa. Và kiểu thứ ba là người chơi chọn tài hoặc xỉu bằng cách tính tổng số bàn thắng trong một trận đấu. Nếu tổng số bàn thắng lớn hơn số nhà cái đưa ra thì là tài, bé hơn hoặc bằng thì là xỉu. Tất nhiên, đây chỉ là cách giới thiệu cơ bản nhất. Còn để tìm hiểu sâu hơn thì nhiều trang cá độ lại đưa ra quy định về cách tính chi tiết hơn. Ví dụ, chấp bao nhiêu quả, kèo 1/4, 1/2, vân vân. Nói chung là với cả 3 kiểu thì nhà cái sẽ đưa ra kèo và người chơi sẽ chọn cửa để phang, ăn thì giàu mà xịt thì nhảy cầu. Quay lại với câu hỏi chính, cá độ có dễ ăn hơn tài xỉu hay không? Thì khách quan mà nói, trong cá độ, nhà cái không thể quyết định kết quả tài xỉu nên nó dễ ăn hơn so với cờ bạc trên mạng. Tuy nhiên, có 3 vấn đề cần phải quan tâm. Thứ nhất là nhà cái có đội ngũ chuyên gia về bóng đá với hiểu biết rất sâu, nên họ sẽ đưa ra các kèo rất cân đối, không dễ ăn cho bất cứ ai. Thứ hai là nhà cái có quyền thay đổi tỷ lệ kèo trong quá trình trận bóng diễn ra. Như vậy, dù không thay đổi được kết quả, nhưng nhà cái có thể thay đổi được tỷ lệ đặt cược. Như vậy, họ sẽ gián tiếp định hướng cho người chơi nên đặt cửa nào thì ngon hơn, nhờ đó mà đạt được mục đích của mình là móc tiền của người chơi. Nhưng móc thế nào? Thì chúng ta sẽ đến với cái thứ ba, đó là thuật toán của các nền tảng cá độ. Đây có thể là một bí mật mà ít người biết, nó liên quan đến toán xác suất thống kê. Nhưng để nói một cách dễ hiểu thì máy tính của nhà cái sẽ luôn tính toán làm sao để số tiền trả cho các cửa là đều nhau. Như vậy thì nhà cái sẽ luôn thắng. Ví dụ với kèo tài xỉu, hãy xem trận giữa Croatia và Brazil. Đặt tài thì đánh 1 sẽ ăn thêm 0,99, đánh xỉu thì 1 sẽ ăn thêm 0,87. Giờ thuật toán của nhà cái sẽ luôn thay đổi tỷ lệ kèo, làm sao để kết quả hai cửa đều có số tiền thưởng bằng nhau. Ví dụ sau 10 phút trận đấu diễn ra, máy tính nó tính ra được rằng nếu tài thắng sẽ phải trả 500 triệu tiền thưởng, còn nếu xỉu thắng thì đang mất 1 tỷ tiền thưởng. Nó sẽ điều chỉnh tỷ lệ kèo lên, làm sao để đến cuối trận tiền thưởng ở cửa tài và cửa xỉu đều bằng nhau. Ví dụ đều là 2 tỷ. Giờ các bạn sẽ thấy tại sao nó lại làm như vậy. Hãy cùng xem. Với tỷ lệ tài 0,99 và cửa xỉu là 0,87 như trên,
thì để ăn 2 tỷ cửa tài, người chơi sẽ phải ném vào số tiền là 1 tỷ 5 triệu. Tương tự, để nhận được 2 tỷ tiền thưởng ở cửa xỉu thì người chơi phải đánh tổng số tiền là 1 tỷ 69 triệu. Như vậy, dù kết quả có về tài hay xỉu thì nhà cái vẫn dư ra 69 cộng 5 là 74 triệu, tương ứng 3,7%. Và mình đã thử thống kê tất cả các kèo tài xỉu trong cá độ thì thấy các nhà cái luôn ăn từ 3 đến 10%. Với kèo cá độ châu Á thì cũng tương tự vì nó có 2 cửa thôi. Nhưng kèo cá độ châu Âu thì nó có tới 3 cửa. Chắc chắn nhiều bạn nhìn là thấy rối, không hiểu mình hay nhà cái có lợi hơn. Nhưng lại cùng phân tích thuật toán trên với một kèo như sau. Như các bạn đang thấy, kèo châu Âu được ký hiệu là 1/2. Trong trận này, nếu bạn bắt Croatia, bạn đánh 1 sẽ ăn 1,34. Bắt Brazil thì đánh 1 ăn 7,7 và bắt hòa thì đánh 1 ăn 4,8. Nhìn vào, chúng ta thấy tỷ lệ kèo quá cao. Đánh 1 mà ăn được 7 liền, phải chăng người chơi sẽ thắng? Vậy lại giả sử, sau trận đấu, máy tính đã đổi kèo để cả 3 cửa có tổng giải thưởng là 2 tỷ. Như vậy, với 2 tỷ, người chơi cửa Gotcha sẽ phải đánh số tiền là 2/1,34 bằng 1 tỷ 492 triệu. Cửa Brazil thì đánh tổng số tiền là 259 triệu, còn chọn hòa thì phải đánh 416 triệu. Vậy tổng 3 cửa, người chơi đặt cược là 2 tỷ 167 triệu. Bất kỳ kết quả về cửa nào thì nhà cái sẽ mất 2 tỷ tiền thưởng cho người chơi, nhưng nhà cái luôn ăn ra 167 triệu, tương ứng 8,5%. Tóm lại là nhà cái chỉ cần dùng thuật toán máy tính để tính tổng giải thưởng ở các cửa bằng nhau thì họ sẽ luôn thắng. Mà nhà cái luôn thắng thì đương nhiên là người chơi luôn thua. Vậy làm sao để luôn thắng trong chơi cá độ bóng đá? Thì câu trả lời chính là đừng có chơi nữa. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.